Let's go. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một bộ phim 18 cộng của Nhật Bản, Tampupu. Trong các xem phim online của Việt Nam sẽ tạm dịch là Tiệm Mì Bồ Công Anh. Tampupu là tên nhân vật nữ chính, nghĩa tiếng Việt là Hoa Bồ Công Anh. Sẽ có hai cảnh phim đáng nhớ, hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện. Chúng ta có thể xem trước trên YouTube. Một, đó là video hướng dẫn ăn mì một cách chuẩn mực của vị đại sư cho đồ đệ. Trong 3 phút chúng ta sẽ biết cách trân trọng một bát mì bình thường, vô tri và vô giác. Thứ hai, đó là màn cháo lưỡi nhân trứng trao qua đảo lại của đôi trai tài gái sắc rất đáng nhớ, một cảnh quay biểu tượng cho sự kỳ lạ của văn hóa Nhật Bản. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ đây là một phim sản xuất năm 1985 được công ty Criterion lựa chọn phục dựng lại định dạng U-Tram 4K cho vào bộ sưu tập lưu giữ của mình, thì đây là bộ phim kinh điển. Cốt truyện chính của chúng ta có thể hiểu như là một cuộc phiêu lưu của một nữ chính với sự giúp đỡ của các anh hùng, và đây là hiệp sĩ gia cùng các đồ đệ để đi tìm công thức tạo nên một bát mì hoàn hảo cho một tiệm mì mơ ước. Nó sẽ có nhiều cảnh quay rời rạc không liên quan đến nội dung của phim, nhưng chúng ta xem phim với tinh thần đây là bộ phim thể hiện tình yêu với các món ăn. Ẩm thực là một chủ đề xuyên suốt bộ phim, ẩm thực xuất hiện trong mọi ngõ ngách của cuộc sống, những sự kiện quan trọng của đời người đều có dấu ấn của các món ăn. Hơn 20 năm đã trôi qua, nhưng sự hài hước của phim dường như sẽ bị không bị mai một hay là nhàm chán. Bởi tiếng cười phim xuất phát cốt lõi là từ gì? Chính là văn hóa đặc trưng của Nhật Bản, sự kiên nhẫn, không ngừng học hỏi, lấy khách hàng làm trung tâm, chú ý đến từng chi tiết phản ứng của khách hàng để liên tục hoàn thiện. Nếu chúng ta định mở một cửa hàng hay là kinh doanh riêng thì rất phù hợp để thấm nhuần cái tinh thần làm việc của Nhật Bản, để có được một sản phẩm hoàn hảo. Cho dù nó một bát mì thôi thì mọi việc nó cũng không hề đơn giản, mất rất nhiều công sức. Xin cảm ơn.